Final với bộ tướng như thế này thì họ đang kéo cái ngưỡng sức mạnh của họ về khoảng thời gian là rất lết. Xét về cái thời điểm có thể đánh sớm thì đội hình của Edward kết hợp tình huống đó. Nhanh không? Anh ta mới di chuyển lên đường chơi, bây giờ đã có mặt khu vực tương dưới và chắc nghèo luôn là sẽ có chiến công đầu và nó thuộc về chiếc người quan trọng, đó là vị trí của Alon. Kill đang đi ngược hướng, lao vào đấm trước đến từ Ima, anh ta không đấm được vào vị trí của Chad. Alon đang có những phát bắn vào Chad khá đau. Và câu máu đến từ cầu sấm của Yu là không chính xác trong tình huống vừa rồi. Quyết định là trên cấp trừng phạt, liệu ai là người chiến thắng đây? Trời ơi, hai cái trừng phạt để làm gì? Và Edward Gaming là người giữ được con sứ giả trong tình huống vừa rồi. Họ tiếp tục có một tình huống giao tranh. Arisen áp sát được vào vị trí của Sang. Sang bật cho mình tình huống quay tay, làm choáng được Arisen và tạo thế để cho Alon có thể bắn tuyến sau. Alon tự tin nhảy lên với nhanh như điện và bật cả chiêu cuối double kill dành cho Alon. Vẫn còn, Chad bị dơ chân, đội hình của Fnatic gãy ở ngay 4 phút thi đấu với đội hình này. Trụ đầu, dòng đầu, sứ giả đầu, một AD xanh, một đội hình tuyệt đẹp. Xa gãy ở trong trận này không phải là một vấn đề quá khó khăn dành cho Edward Gaming. Muốn đánh ngược ra đến từ Addison, xích được vị trí của Alon. Cầu quả cầu đất vừa rồi đang che chắn và Galio đang quá cứng cáp. Anh ta đã câu được đủ thời gian để những đồng đội của mình đến. 0711 tìm kiếm vào vị trí của một thành viên đó là Camille. Addison đã phải nằm lại rồi, 1-1 mà thôi. Và thêm một tình huống muốn tấn công nữa. 0711 vẫn là dấu sai, tấn công vào chat. Chat có một tình huống hồi máu là tốt. Bật chiêu cuối, sử dụng chiêu cuối để né. Khoảng gần 4.000 tiền trên lệch. Ixma đừng đứng chờ. Nhưng mà như Ixma đang không biết bao nhiêu người đứng đây cả. Mà tôi cũng khiêu khích hai người. Nhưng sát thương có vẻ như là cực kỳ nhiều của EDC. Người đầu tiên nằm xuống là chat. Tiếp tục là pha chen lên của các thành viên EDC. Họ bắt đầu tìm thấy người. Danny đổi cho mình góc bắn. Nhưng đó chỉ mang tính chất là đổi góc bắn mà thôi. Khi combo cầu sắm của Yu đưa Danny về với bể đá cổ luôn. 4.000 tiền mà cơ hội dành cho Fnatic thì chỉ có thể là cơ hội ở ván 2 mà thôi. Cái tầm này thì Edward Gaming có đưa tôi vào đánh thì có lẽ cũng thắng. Một pha giữ chân được vị trí của Chad. Ba người thôi cũng đánh cho Chad còn nửa cây. Chad với lượng máu này đang cố gắng ăn cho mình những hạt hồi phục. 0711 bắt được một người, đó là Helios. Anh ta kịp thời lặn xuống cho mình cái hồ máu. Cấu máu với cầu sấm là rất đau, giữ chân được vị trí của Chad. Chad còn cho mình một cái thú tượng để câu kéo thêm thời gian. Chad còn sống sót, tốc biến đuổi theo, đó là Yu rất khô máu. Bên kia là Arisen tiếp tục thua trong kèo đối đầu 1-1 với Sang. Chad liên tục ở những tình huống anh ta lăn cầu tuyết, nhưng mà cái độ chính xác của cầu tuyết nó vẫn chưa hẳn là quá nhiều. Còn đối với các thành viên của EDG, họ sẽ dùng tiền mà đè người đến ba đường cộng Baron và một tình huống băng thẳng vào từ vị trí của 0711. Cấu đi nữa cái máu của Danny, siêu nhanh thế được đáp ra. Yu băng thẳng vào và đó là vị trí của Alon đang thẳng lên với đỉnh đèn tìm điểm và thôi, đó là sự quét sạch. Đúng rồi, là lính nó làm hết tất cả những tình huống đánh nhà rồi. Và EDG có được cho mình vẻ thắng cực kỳ áp đảo chứ. Chưa kể là cái bộ đánh đến từ bên phía Edward Gaming còn có Gragas. Vì vậy việc để động được vào dạng khi mà Gragas kết hợp với Syna ở dạng hóa rồng cũng sẽ bổ sung cho bên phía của Edward Gaming một bộ đôi chống chịu là khá chủ tốt hơn so với một con JC. Dễ hiểu mà thôi. Ở khu vực cánh dưới này thì lợi thế sẽ có dành cho các thành viên của Fnatic khi con Galio này nó sẽ có nhiều tình huống chủ động mở hơn. Như thế này, một tình huống E đúc thành công và sát thương được dồi vào những Ixma. Cũng ngay lập tức trả lại một lượng sát thương, nhưng Ixma mất máu nhiều quá. Ixma còn một chấm máu, Ixma nằm xuống do Outshot cũng phải đi theo. Còn sát thương đến từ hai xạ thủ, đúng rồi, lượng máu đến từ hai. Lượng sát thương hiện tại có thành viên của Fnatic vẫn chưa hẳn là quá nhiều. Chai đã có mặt khu vực cánh dưới, nhưng ta bị phát hiện tầm nhìn với một con mắt được để lại từ trước đó trong tay của 0711. Đây, ở thời điểm này mới thực sự là bị phát hiện khi mà đã có một con mắt soi sáng được sử dụng, nhưng có chiêu cuối đến từ chat, anh ta có thể lao vào dồn CC và hạ gục thành công support bên phía đối phương. Ima khá non kinh nghiệm trong tình huống vừa rồi với lượng máu đó chắc chắn anh ta của đối phương. Sau đó mới giao tranh, nhưng Ima đang đứng hơi cao, anh ta bị khiêu khích và bị đẩy văng ra bởi gói hàng. Nhưng Danny đang tự chui mình vào lỗ thì phải, nhưng ta rất tự tin vì có những người đồng đội ở phía sau có thể sẵn sàng tung ra những tình huống cứu nguy cho anh ta. Và sau đó ăn được cho mình một hạt thông nổ và nhảy xuống. Fnatic kiểm soát thành công con sứ giả này và lấy được thêm một vài điểm hạ gục của bên phía Edward Gaming, cũng sẽ là một pha thi đấu thành công của họ. Và để cho vị trí của Autos đang là người phải ở lại đây gặp nguy hiểm, người có điểm hạ gục là Yu. Một pha phản canh tốt với chỉ hai thành viên và gỡ được một điểm hạ gục để có thể chiến thắng với điều kiện thắng là linh hồn rồng. Trong khi đó thì Fnatic có một tình huống setup gank lên khu vực đường trên. 3-4-2 và có thêm vị trí của Alon đến sẽ là 4-3. Một pha đoạt mệnh tốt đến từ bên phía Contrast, giữ chân được hai người. Sang đang bị thiêu đốt lên đầu, anh ta liệu có đủ sát thương hay không đây? Không đủ sát thương để hậu cùng Chat trong tình huống vừa rồi. Nhưng đó là Sang, Ima sẽ là người ở lại thay cho những người đồng đội của mình. Và Camille thì Sang vẫn đang thấy một cái trình độ kỹ năng tốt hơn. Và bây giờ Helios là người được chọn, anh ta là người được chọn làm mục tiêu. Thùng đùi nổi được ném ra, có siêu hùng dây thay đáp xuống. Câu được khá nhiều nguồn tài nguyên rồi, nhưng bây giờ thì Ixma là người được chọn khi mà Autos có một tình huống xử lý của đám công lý. Khao khát có điểm số và tìm kiếm cho mình những trận thi đấu chiến thắng. Và nếu như họ đang chiến thắng theo cái kiểu mà mắc nhiều lỗi như thế này thì có lẽ cũng sẽ là những mối nguy hại. Yu phải lặn xuống hồ máu, hóa rồng qua bên kia bờ tường để bỏ chạy. Sau đó bây giờ mới quay ngược trở lại, Autos đấm vào rất dũng mãnh.
Nó câu kéo với một cái đồng hồ ngưng động, chat đang tìm kiếm những mục tiêu để có thể tấn công. Và tiếp tục lại là Ima. Giờ thì 0711 đã hóa rồng trước đó rồi, thì cách nào để ta xuống đây? Đường trên đã có, đúng rồi, đường dưới đã có thủ solo kill thành công. Giữa sang dành cho vị trí của anh chàng Jack bên kia. Nhưng bây giờ thì con bắt rồi, nó thuộc về cho các thành viên của EDG với một cái xung đẩy cao thế của Alon. Giờ hay chắc hay là kêu gần vị trí của Alon hay. Nhưng rõ ràng đó là tình huống mà con Baron nó xuống đó khoảng 400 máu mà tôi vẫn chưa thấy cái trừng phạt của Chad đâu. Để rồi cái xung điện cao thế nó được giật và Alon có mình con Baron. Của họ, thế thì tranh cướp con rồng này để làm cái gì đây? Vẫn quyết định là đánh. Danny đang sẵn sàng tung ra cái thẳng nửa của mình. Anh ta mất nửa cây, không được chơi game, mất đồng hồ ngưng động. Và con rồng thuộc về bên phía của Fendo, họ đã có được hai rồng. Nhưng sau con rồng này họ mất những gì? Họ đang có một người ấn đồng hồ ngưng động, Orthod tốc biến bỏ chạy ở một góc khác. Orthod sẽ bị truy đuổi bởi Alon, nó tốc biến lên bắn rất gắt. Anh ta có thêm rồi, những điểm hàng của 0711 ở đây, cân 2. Anh ta kích hoạt được cái nội tại của món trang bị, nhưng đã bị bắn rất rát đến từ bên phía của Danny. Chờ Ima đến, Ima người được nhường mạng và một con rồng đổi hai đường. Là những gì Fendo thể hiện ở trong tình huống vừa rồi. Chiến thắng 2-0 cho Edward Gaming. Nó không và thậm chí là cả ván đấu đúng không? Đúng rồi, đó là cả ván đấu nữa. Nhưng mà Edward Gaming quét sạch mà chẳng mất ai cả. Một con Baron duy nhất và 15 phút thi đấu của Fendo gần như biến mất hoàn toàn. Đúng rồi, là nó biến mất hết cả.